Cái gì? Cái gì? Con nói cho mẹ nghe coi. Machine sao? Machine sao? Machine bị gì? Ba dẫn con đi đâu? Kể mẹ nghe coi. Ba dẫn đi đâu? Trời ơi, ngồi tao. Ờ, con muốn mua kẹo Skido hả? Mà lý do sao không có kẹo? À, ba bỏ tiền vô rồi sao nữa? Kẹo không ra. Kỳ vậy ta? À, bây giờ ba đi kiếm thêm hả? Trời ơi, bực mình ghê. Cái mặt bực mình phải làm sao? Cái mặt bực mình làm sao? Cái mặt bực mình làm sao? Cái bực mình mà cái mặt bực mình mà thất vọng đó làm sao? Mình không có kẹo á. Cái mặt mình phải diễn tả làm sao? Mình buồn sao? Buồn sao? Buồn gì? Buồn. Trời ơi, buồn không giống nhích luôn kìa. Ui trời ơi, nó buồn đó. Đó, mặt buồn. Ôi ơi, buồn muốn khóc luôn rồi mami ơi. Cái machine nó kỳ cục quá vậy. Cái machine nó lấy tiền không? Không có tiền luôn hả? Cái machine nó lấy tiền mà nó không có đưa cho kẹo cho mình đúng không? Không có machine. Cái machine kỳ cục quá vậy ta. Qua machine. Đi qua machine bây giờ phải không? Ok, ba đi rồi. Daddy đi, ba bị đi rồi. Nha. Không có machine, không có tiền. Không có tiền. Bà Nhung cho tiền nha. Không có luôn. Bà Nhung cho tiền nha, bà Nhung cho tiền nha. Hả? Bà Nhung cho tiền cho đi mua kẹo nha. Thôi ba lấy kẹo. Ba đi lấy kẹo cho con rồi. Ba đi đòi kẹo lại rồi, hồi nãy nó ăn hết tiền của mình mà nó không chịu cho mình kẹo phải không? Kỳ ghê, bực mình thì kỳ cục thiệt chứ. Cái mặt bực mình sao? Mặt bực mình sao? Mặt bực mình. Diễn tại như là đang bực ra, nói là diễn bực mình, là diễn bực mình liền. Dạ. Bực mình thiệt chứ. Quá bực mình thiệt chứ. Nắng quá cô chú ơi. Nóng khủng khiếp luôn cô chú ơi. Không có nắng. À con ngồi đây không có nắng. Đúng rồi, mình đang ngồi bóng mát đâu có nắng đâu. Mẹ nói tầm bậy không. Đang ngồi không có nắng mà. Ở với bà Nhung chừng một tháng là tiếng Việt dữ luôn á. Ở với bà Nhung một tháng đi. Ở đây với bà Nhung một tháng thì nói tiếng Việt đã luôn á. Không có kẹo. Thánh ơi, Thánh ăn kẹo đó. Không nói kẹo, thích gì rồi hả? Đi đi bà Nhung ơi. Đi vô cái mall này. Bây giờ tính ghé vô cái chỗ gọi là cái hàng này gọi là Gucci á các bạn. Gucci là phải đi vô. Trời ơi cháy, coi hai anh chị kia đi bằng xe dữ cháy. Đi xe hơi luôn kìa. Dạ, bây giờ phải đứng xếp hàng, mà xếp hàng từ nãy đứng tuốt ở dưới kia lên được tới đây rồi đó. Giờ đi shopping mệt dễ sợ luôn. Đi shopping mệt á, làm biếu làm biếng đi shopping. Thì có chứ. Chicago cũng bắt đứng đợi vậy đó. Làm biếng đi luôn á. Dưới cái trời nắng. How's it going? Good, how are you? Very good, thank you. Rồi con mét ông Lũ coi. Machine lấy tiền của Daddy hả? Giờ bây giờ Daddy đi đâu rồi ta? Hả? Ba đi lấy tiền khác. Ba đi lấy tiền khác. Ủa con làm cho ông Lũ cái mặt bực mình coi. Mặt bực mình sao? Chứ Lũ giận luôn á. Lũ giận luôn nè. Nè. Chế đi. Lũ giận luôn. Bực mình quá chứ. Bực mình không? Bực mình quá đi chứ gì nữa. Tự nhiên lấy tiền người ta chơi đi muốn ăn kẹo mà tự nhiên mình nãy chơi đi muốn ăn kẹo gì vậy? Hát kẹo luôn. Hát kẹo gì? Kẹo gì? Kido hả? Hả? Chứ đồ ngon hết kẹo luôn. Thôi để cho Daddy đi mua cái khác nha. Ừ. Kỳ dữ vậy ta, machine này nó kỳ dữ vậy ta. Mét dữ dội luôn. Sao rồi. Dám lấy tiền của Daddy của chị đi ta? Kỳ ta. Hả? Kỳ á. Cô nói đi, không nói được lời nào. Ừ. Nói coi. Không nói được lời nào. Nói đi chị. Nói không nói được lời nào kỳ ta. Hả? Kỳ ta đi, con nói kỳ ta. Hả? Con nói kỳ ta. Chị ta ơi, tuyệt quá ta ơi. Mà sáng chơi đi ăn cơm gì vậy ta? Ăn cơm gì sáng này nè? Sáng này mình dậy mình ăn cơm cái gì vậy? Mà Nhung làm cơm gì cho ăn vậy? Hả? Cơm gì? Cơm gì? Vui đi, chuẩn bị ra đi đem kẹo về tới ha. Giờ mình hát đi, ra đi đi lấy kẹo về ha. Yeah, yeah, yeah. Màu quen. Ơ, màu quen. À, tóc của Nhung màu. Giống tóc của ai? Uống nước sao? Uống nước giống như cho cô chú coi sao? Ôi trời, uống dữ ta. Ê,
bậy à. Trời ơi, bà Nhung mà trượt tay là đổ nguyên cái đi nước rồi đó. Mình đâu có chơi vậy được. À, cái gì, chân dính gì nè. Hồi nãy con đòi mua đôi giày gì quẹo quên rồi. Giày hiệu gì? Nãy con đòi mua đôi giày hiệu gì? Con nói đi, Gucci. It's Gucci. You love Gucci? Yeah, ok. Say, mới mốt mà mẹ hỏi con thích giày hiệu gì, con nói Gucci nha. Để mốt mốt mẹ mua cho con đôi ha. Okay. Trời ơi, I want to hold it for you. Đeo vô coi. Đeo. Để bà Nhung đeo vô cho. Để bà Nhung đeo vô cho con làm nhẹ nhẹ thôi. Wow. Trời ơi, đẹp dữ ta. Đeo vô lại đi, đeo vô lại bà Nhung coi. Đeo vô lại bà Nhung coi. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Đeo vô đi. Wow. Cái gì? Cái gì? Wow. Wow gì? Áo chị kem. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn á. Wow. Thôi chơi chơi đừng đi bậy đi. Bye bye. Thôi đừng không có chơi, đừng có chơi cái đó. Chơi. Đeo cũng già nè. Đó, cũng già chứ. Cũng già là khỏi gãy. Vậy hả? Cái kiến công này nó không có gãy. Gãy xong. Cũng gãy mà khó gãy. Cái mặt kiến này nó dẻo nè, cái này nó dẻo nè. Quá dữ luôn, ma quỳ mà. Không có nắp lại. Không có nắp lại luôn hả? Không có nắp lại. Không có nắp lại là không có xếp lại được á. Lũ hiểu. Trả trả. Trả kiếm giỡn quá, kiếm gì không có xếp lại được gì hết à. Không, chơi rồi, không có chơi, kiếm nó được chơi rồi. Nó phá kiến đó bà Nhung mà. Chay chay, con thấy đôi dép của bà Nhung đẹp không chay? Con coi dép của bà Nhung có cái bô kìa chay kìa. Dép của bà Nhung có cái nơ kìa chay kìa. Mickey Mouse á hả? Mùa dịch rồi sao sống được. Mẹ chỉ nha, đây. Mommy. Sao vậy? You don't want me to teach you? See, nhìn nè. Too hard for her. No, it's not. Trời, không bỏ điện thoại xuống là nó biết lên á. Dân chuyên nghiệp mà. Start recording, she said, where is that? Yeah, she said keep recording me. Trời ơi. Ủa cô vậy, cô Bạch có pha follow Facebook con hả? À dạ. Con đăng lên này chứ cô Bạch thấy. Cái gì vậy? À bánh waffle hả? Nói tiếng Việt coi. Đúng rồi. Mở sao ta? Này mở sao ta? Đây quay cho cô chú coi chơi chơi nha. Làm gì vậy? Ai cô? Dạ. Ủa đi. Con gì nói á? Mickey Mouse nè. À. Sao gặp ông cũ.
quá trời luôn, hôm nay buôn bán đắt quá, tiền không luôn. Chay đi làm có tiền, có nhiều tiền làm gì ta? Chay hả? Chay đi làm nhiều tiền để làm gì ta? Để mua đồ chơi hả? Có mua sữa mẹ không hả? Có mua sữa mẹ uống không? đang bận rộn kiếm tiền. Rồi, thôi, xách đít đi về đi. Không. Cái bấm này. À, con bấm đó hả? Thì con làm có tiền nhiều tiền rồi, thôi đem về cất, đem tiền về cất, đem về nhà cất. Nhà chỗ nào cất tiền kỹ kỹ á. Có chỗ nào bây giờ kiếm ở nhà đó coi có chỗ nào để cất tiền không? Kẹo. Kẹo làm sao? Đứng vừa không? Đứng vừa không? JD, you wanna jump? JD, you wanna jump? Không, quay ngược cái đầu, quay ngược nó lại á, quay ngược nó lại xong nó đứng lên thành nó nhảy xuống á. Đứng tới khỏe rồi, trời ơi lòng rất khỏe. Chơi bây giờ con lặn ơi, lặn cho cô chú coi, coi lặn con ơi. Bây giờ có gì chìm chìm không? Pick that up, lượm đi con, lặn xuống, hạ xuống 1, 2, 3, lại xuống, hít thở sâu vô, take a deep breath, lại lên, 1, 2, 3, go, oh, nó cần cái đeo mắt kiến bơi, ta dân bơi mà. Ok. Chạy cục đá, chạy con lượm mấy cục đá giùm cho mẹ coi. Lẹ lên 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ôi đừng lấy cái chân mà làm miếng, mà lấy cái chân hả bà? Mà làm miếng mà lấy cái chân hả? Hả? No, JD, you get it. Okay, get it. Kìa, dưới kia, chị chưa lấy chai cục đá, còn nằm dưới kìa. Rồi, nhìn xuống đây, rồi, 1, 2. No, you go. Không sao đâu. Go get it. Chưa, chị đó, chị chưa có lấy cục đá kìa, con lấy cục đá đi kìa. Chơi chị. Đưa trả mắt kiến cái cục đá kìa, chơi kìa, cục đá kìa. Cục đá nè. Khoai khoai. Khoai quá. Lật, cứ kêu lật, ok. Wow. Ơi, đá chưa? Gì? Chị cầm cục đá chưa? Con lụm đi chứ mấy chị không biết lụm rồi. Mấy chị không lụm được rồi, con phải lặn xuống con lụm, nhắm mắt lại. 1, 2. You got it. Ủa đâu rồi? Cục đá đâu? Oh, it's over there. Hộp nước sao?
lặn 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 xuống lặn xuống lặn xuống ai show you ừ nơi này nè rồi sao nữa cho tôi nha cho mỗi bên nữa ơi nha cho mỗi nghe cho Cái con ai nhìn đâu ảnh diễn mà không cái hồ này là mới ngon nè hồ này mới hợp lý hồ này mới bơi lẹ nè thiệt cho chơi vui thôi thiệt cái chứ chú cho con ao rồi sao xí đúng ừ hả bên bên nhà con đâu chỗ để đâu baby look at JD she's so good I can't even believe this is a perfect pool look this is the perfect pool look look daddy look at JD she's gonna pick up the rock okay yes you can when I see myself on the video on screen she's so good I can't even oh my god God bless you, sweetheart. Mommy, and look. Yay. JD, you want to jump? You want to jump? You want to stand up here and jump? No, I'll stand up here. Oh, you want to stand up here? If I want to jump down, I'll just... Sao giờ sao? Thấy chưa? Nãy mày kêu ra đây bơi từ nãy giờ không chịu. Mày kêu nãy giờ ra đây bơi không chịu, ra ngồi đó chơi. Ôi trời trời trời, you okay? Con lặn xuống lụm cho mẹ cái mắt kiến coi cái mắt kiến kìa dưới kìa lặn đi 1 2 3 bà làm biến không bà lấy cái chân bà móc lên bà làm biến không yes you can just take a deep breath lẹ lên 1 đúng rồi lại lên 1 2 3 1 1 2 3 mạnh lên đưa cái người xuống mạnh lên hả đây nè let me help you chị đi rồi được ạ à, trời ơi trời ơi bà đây bà biểu diễn dễ sợ thiệt chứ look giỏi quá trời ơi can you say I'm sorry JD say I'm sorry say I'm sorry
chơi thải banh đó. Bơ dữ dằn thiệt chứ. Rồi con xuống lụm đi con. Mạnh lên. Thôi làm biến nữa. 1, 2, đúng rồi. Vô đề đẹp chạy đi. High five. Good job. Oh my god, I was so... Some of your eyeballs are up. I couldn't see it down. Really? I need your eyeballs.